Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Trang Cuối cùng và bếp với mình nha. Hôm nay Nguyên Cuối sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn rất nổi tiếng của xứ sở Trung Hoa, đó là món cơm lạp xưởng tay cầm. Món ăn rất là thơm và ngon nha mọi người ơi. Rồi, bên nguyên liệu chúng ta sẽ có là gạo các bạn nha. Đó, gạo nàng thơm, gạo là dẻo dẻo á, rất ngon các bạn nha. Mình sẽ rửa sơ gạo với một chút muối các bạn nha. Đó, để nó khử mùi và nó khuẩn luôn các bạn. Đó. Sau khi mình rửa xong thì mình sẽ để ráo và mình sẽ trộn với 5 đến 10 miếng dầu ăn nha các bạn. Sau đó mình sẽ đem nấu chín các bạn nha. Đó. Mình đã rửa sơ sạch sẽ các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu với 5 đến 10 miếng dầu ăn để nó tạo cái độ béo cho cái gạo các bạn. Đó, người Hoa nó là ăn thích ăn mấy cái bồ có chất sử dụng dầu mỡ để tăng độ béo rất là ngon các bạn nha. Rồi bắt lên nồi cơm điện rồi mình nấu thôi. Rồi về nguyên liệu làm cái phần nhân cơm lạp xưởng các bạn, tay cầm mình sẽ có cải ngồng các bạn nha, mình sẽ có được tí tẩy cải ngồng nè. Để trước khi trần luộc các bạn cắt nhỏ nha, cắt nhỏ mình sẽ luộc sơ qua. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có những nguyên liệu là hành lá các bạn nha, mình sẽ có 100g hành lá các bạn cắt nhỏ luôn. Rồi một trái quả trứng muối các bạn nha. Đó, rồi khoảng cỡ 10 trái trứng cút nè. Đó, mình sẽ luộc giúp các bạn nha, luộc lột vỏ luôn. Rồi 100g tỏi băm, một trái ớt sừng. Đó. Rồi 100ml dầu ăn các bạn nha. Rồi đây chúng sẽ có là 100g lạp xưởng, dầu xưởng mỡ các bạn, với 100g lạp xưởng thịt, hai loại để mình ăn chung nhau. Mỗi loại nó sẽ có một vị riêng rất là ngon các bạn nha. Ngoài ra mình sẽ có gia vị là để nêm nếm á, mình sẽ bột ngọt là 10g nè, hắc xì dầu là 10ml các bạn nha. Rồi mình sẽ có đường là 20g cùng 50ml nước và 50ml nước tương các bạn nha. Đó, 5 loại gia vị để mình trộn nha, chung nha để mình làm gia vị các bạn. Như tạo màu là như tạo cái mùi vị luôn. Rồi, cơm chín rồi các bạn ơi. Mình nhớ lấy đũa mình đảo đều bạn nha, cho nó cơm chín đều và nó tơi lên. Đó, ăn rất ngon và chiên rất ngon các bạn. Đó, các bạn muốn mà cơm chiên thì các bạn nấu chín xong mình để cho nó nguội hẳn á. Đó, hạt cơm mềm với mình nó sơ sơ lại á, mình chiên sẽ ngon hơn. Đó. Còn mới chín xong ẩm ướt thì chiên sẽ hơi khó và sẽ không ngon các bạn nha. Thì lúc mà cơm mới chín xong thì cái phần lạp xưởng thịt đó các bạn có thể bỏ chung á, mình nấu chung cho nó chín luôn các bạn cũng được nha, hoặc không các bạn có thể luộc bằng nước hoặc là chiên lại cũng được nha. Rồi còn về lạp xưởng mà mỡ đó thì mình phải luộc và mình chiên các bạn thì nó sẽ giòn hơn. Đó, chứ mình đụng hấp cái kia nó sẽ không có được giòn. Đó, thì mỡ mà chiên giòn rất là ngon các bạn. Rồi mình trong chút xíu nước cho chảo và mình nấu nước sôi lên, nước một lúc lại á, bắt đầu mở ra tuôn nó ra rồi đó, bắt đầu sẽ giòn các bạn nha. Đó, giòn à, mình cắt nhỏ ăn rất là ngon các bạn, thơm nữa. Còn về gia vị thì các bạn cứ trộn chung 5 gia vị lại với nhau thôi. Đó, cho hòa tan là ok. Thì cái gia vị này các bạn có thể sử dụng lúc này để mình sử dụng nhiều lần cũng được các bạn. Mình làm nhiều á, để đủ ảnh á, khi nào cần chiên cơm mình có lấy ra mình chiên thôi. Tại vì là gia vị này nó là có đủ độ mặn ngọt và có cái sự dầu tạo màu luôn các bạn, rất là đẹp nha. Đó, đẹp không thua gì cái màu mà hạt điều mình hay dùng đâu. Đó, nên đẹp hơn nữa các bạn. Rồi trộn đều lên cho gia vị nó tan vào nha là ok các bạn nha. Rồi, lạp xưởng đã
chính nè các bạn ơi, bây giờ mình chỉ chiên sơ chút xíu thôi các bạn ha. Nó mở từ từ trong cái hộp sữa nó tiết ra các bạn, nó từ ra đó mình chiên xíu cho nó giòn nè, cháy xém xíu là ok các bạn nha. Đừng chiên lâu quá bị cháy nè, ngon. Rồi về cái trứng muối thì các bạn chỉ cần đập ra, mình chỉ cần dùng cái lòng đỏ thôi. Thì trứng muối này các bạn có thể ngâm qua rượu á, trước khi mình nướng nó sẽ thơm các bạn nha. Không các bạn hãy nướng mà hấp cũng được nha, tùy các bạn nha. Nướng khoảng cỡ 5-7 phút rồi các bạn được, các bạn nhiệt độ khoảng 180 độ ok nha các bạn nha. Ok, rồi sau 15-20 phút thì lạp xưởng thịt đã chín rồi các bạn. Đó, mình chỉ cần lấy ra thôi. Thì lạp xưởng này mình đã nấu hấp trong cái lò tủ điện á. Thì nó sẽ cái mùi thơm của lạp xưởng sẽ áp vào cái phần cơm á, sẽ rất là thơm các bạn nha. Đó, cơm rất là thơm luôn. Rồi lạp xưởng thịt, lạp xưởng mỡ thì mình chỉ cần cắt nhỏ thôi các bạn. Mỏng thôi, đó tùy các bạn cắt cái thứ như thế nào nha. Không mỏng thì ăn sẽ ngon hơn các bạn, lạp xưởng mà. Giờ đây mở tay cho mình xin các bạn nha, tại vì lạp xưởng đã chín rồi các bạn ơi. Rồi về cải ngồng cũng vậy nha các bạn nha, trước khi mình trần lụa sơ thì mình sẽ cắt nhỏ các bạn nha, cắt kiểu hạt lựu các bạn cho đẹp nha các bạn nha. Cải ngồng này nó cũng giống như cái cải bó xôi các bạn, mình lụa sơ ăn nó thật sự với da rất ngon các bạn nha, rất là thơm và cũng giá thành cũng rẻ nữa các bạn. Sau khi cắt xong thì mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi, mình bỏ cái ngồng vào là mình trần sơ qua khoảng 30 đến 1 phút là ok các bạn nha. Để lâu quá mình dùng xong ngon các bạn nha. Đó, trần sơ qua là xong. Đó, nhớ bớt ra liền các bạn nha. Cùng là chúng ta sẽ bắt đầu chiên cơm thôi. Đầu tiên mình bắt chảo nóng lên và cho dầu ăn vào. Đó. Tiếp theo là phi thơm tỏi, những bước cơ bản nhất trong việc nấu ăn các bạn ơi. Rồi tiếp theo là gì, cho cơm vào. Đó. Mình xài cho cơm săn lại, chắc lại và mình cho những nguyên liệu chính như là xưởng nè, là thịt nè, đó cho vào cho nó thơm xào luôn. Đó, cùng nguyên liệu và cải và hành lá là cái như xong rồi các bạn. Đó, sau đó thì mình chỉ đi co ra món thôi, rất là nhanh nha, rất đơn giản luôn, ăn rất là ngon và thơm các bạn nha, ăn mì hoa luôn đó các bạn. Đó, rất ngon. Rồi phi thơm tỏi rồi, chúng ta cho cơm vào các bạn nha. Đó, các bạn nha, nhớ nên cơm mình phải nấu trước rồi đó. Sau đó mình rải cơm cho nó khô thì sẽ ngon hơn các bạn nha. Đó. Không các bạn phải xào khá là lâu á, cho nó cơm nó săn lại thì nó mới ngon được các bạn. Đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta cho lạp xưởng vào nè.
Hành sữa này các bạn có thể cắt hành lựu nha, cũng được, cắt miếng được các bạn nha. Hành lựu thì để mình ăn cho chung với cơm, còn cắt miếng thì để mình đi coi trang trí cũng được, đó là cũng đẹp hết đó. Bỏ hai loại trộn chung như các bạn, là sữa thịt và lạp xưởng mỡ luôn nha, sẽ rất là ngon các bạn nha, tuyệt vời luôn. Rồi chính khúc thì các bạn có thể luộc trước như mình nói đó, đó mình cho ăn chung cho nó ngon các bạn nha. Còn nếu các bạn nào không chính khúc trứng muối thì cũng được nha, về cái mùi chính của cái món này là cơm lạp xưởng mà. Cuối cùng là chúng ta cho gia vị vào các bạn nha, nó gia vị vào xào cho nó thấm gia vị và cho cả với hành lá là xong các bạn nhé, món thôi đó nha, đó, nhanh đơn giản luôn. Đó, các bạn là mình xào lại màu đẹp các bạn coi thấy không, đó, nó đẹp luôn, đẹp hơn cái màu hành tiêu các bạn. Thế mình là lưu ý món người Hoa này có cái màu giống như màu xì dầu các bạn, nên màu rất là đẹp luôn á. Ai mà nhìn thấy đã mê rồi thì để nó thơm nữa các bạn. Ăn nó vừa có mùi thơm mà ăn nó có cái dầu các bạn, béo béo ở đó thì ngon các bạn nha. Nhưng mà ăn nhiều sẽ hơi ngán, ngán lớn mọi người, nhưng nó lâu mình có vị sẽ rất là ngon các bạn. Rồi sau khi xào xong mình cho cả với hành lá và chuẩn bị lên món các bạn nha, đó rất ngon và thơm luôn các bạn ơi, chuẩn bị thưởng thức nào. Rồi bây giờ mình chỉ decor ra món thôi các bạn, đó chuẩn bị sẵn một cái nồi tay cầm và mình cho nguyên liệu cơm chiên vào, bên trên thì mình trang trí thêm một chút trứng muối, lạp xưởng, các miếng nhỏ các bạn, nó chiên cúc xong các bạn thấy không, rất đơn giản và ngon và thơm luôn các bạn ơi, đó chuẩn bị mình thích thôi nha. Đây là thành phẩm sau khi đã trang trí xong, các bạn xem có đẹp không nè, đó, nhìn rất là ngon các bạn nha, với trứng muối trên cùng đó, ăn dần dần sực sực và nướng các bạn đó, cộng với lạp xưởng đó, thịt ngọt ơi ngọt ơi, lạp xưởng mỡ da da giòn giòn, ăn theo chút cúc bé bé bùi bùi đó, cùng phần cơm với cơm với cải nè, đó, hành nè, đó, cùng gia vị hắc xì dầu, nước tương, trời ăn vô hòa quyện vào nhau rất là ngon luôn mọi người ơi. Còn chần chờ gì mà không vào bếp làm ngay một món cơm chiên theo kiểu người Hoa đi nào, rất là thơm và ngon nha các bạn ơi. Đó, chúc cả nhà có một buổi tối ngon miệng với món ăn này nha. Nhớ thấy hay thì cho Vi cứ một like, một đăng ký, một share các bạn ơi. Hẹn gặp các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.